Một triệu người nói tốt không bằng một sản phẩm có trong cuốn Physician's Revision, viết tắt là PDR, cuốn từ điển tân dược hay còn gọi là cuốn dược thư thế giới. Tại sao những cái sản phẩm được liệt kê trong ấn phẩm này lại mặc nhiên là những sản phẩm tốt nhất thế giới? Hãy cùng Hương tìm hiểu thông tin ngay trong video này. PDR được ban hành dưới sự chấp thuận của FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Trong cuốn sách này sẽ liệt kê loại thuốc và 500 loại thực phẩm chức năng tốt nhất thế giới. PDR được xem là nguồn tài liệu đáng tin cậy nhất. Nó thực hiện sứ mệnh của mình là cung cấp cho các chuyên gia ngành y nguồn thông tin chính xác nhất về các dược phẩm và các hợp chất dinh dưỡng giúp cho việc cải thiện sức khỏe. Theo thống kê, chỉ riêng tại Mỹ, trung bình mỗi tháng đã có tới hơn 1 triệu lượt tham khảo những thông tin sản phẩm trong cuốn PDR này. Và 90% các chuyên gia ngành y và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe coi đây là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất, giúp cho họ có quyết định đúng đắn để tư vấn cho các bệnh nhân của mình nên sử dụng sản phẩm gì để phục vụ cho quá trình điều trị, hay là hỗ trợ điều trị, hay là để chăm sóc bảo vệ sức khỏe. Chính vì thế mà cuốn PDR được phân phối trực tiếp cho các bác sĩ tại Mỹ, cũng như việc phổ biến trong các sách thư viện có giá trị lưu hành trên toàn cầu. Unicity vô cùng vinh dự được giới thiệu trong cuốn PDR này với 18 sản phẩm được công nhận. Trong đó thì có 11 sản phẩm đã có mặt tại thị trường Việt Nam. Đây là một vinh dự và cũng là một cái đặc quyền lớn của Unicity, trở thành một trong những công ty bảo vệ sức khỏe hàng đầu vì sở hữu những cái sản phẩm tốt nhất thế giới, là các cái dòng sản phẩm về cân bằng chuyển hóa, về tăng cường hệ miễn dịch và thải độc cho cơ thể. Vậy làm sao để một công ty dinh dưỡng được liệt kê những sản phẩm của mình vào trong cuốn PDR này? Để có được những sản phẩm được giới thiệu trong cuốn PDR thì công ty đó phải đảm bảo được tiêu chí sau. Thứ nhất là công ty đó phải có một di sản khoa học. Unicity ngay từ khi thành lập đã có một nền tảng khoa học hùng mạnh, bởi vì Unicity chính là sự sáp nhập của hai gã khổng lồ có tiếng trong ngành dược phẩm tại Hoa Kỳ và có doanh thu lớn tại nước Mỹ. Đó chính là tập đoàn Rexall Sâu Cây, là tập đoàn tân dược lớn nhất Hoa Kỳ, và tập đoàn Enric International, là tập đoàn đầu tiên trên thế giới đóng gói thảo dược vào viên con nhộng hay còn gọi là viên nén. Trong quá trình phát triển và nghiên cứu sản phẩm, Unicity còn liên kết với các đơn vị khoa học hàng đầu như là khoa y của trường Đại học Harvard, khoa chuyển hóa của 4 trường đại học: Đại học Stanford, Đại học Columbia, Đại học Sydney, Đại học Utah, và liên kết với Hiệp hội Tim mạch và Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ. Chính vì vậy, những sản phẩm của Unicity đều là những sản phẩm khoa học chất lượng cao. Đặc biệt, Unicity sở hữu hai công nghệ được cấp bằng sáng chế và bảo hộ độc quyền trên toàn cầu. Đó chính là công nghệ Xenotangle, hay còn gọi là công nghệ gen, và cái công nghệ Fiber Magic, ma trận sợi, hay còn gọi là ma trận chất xơ. Với những cái thế mạnh của mình thì Unicity hiện nay đang là tập đoàn độc quyền về cân bằng chuyển hóa. Điều kiện thứ hai đó chính là những cái sản phẩm mà được giới thiệu trong cuốn PDR phải là những sản phẩm mà được kiểm nghiệm lâm sàng với cái điều kiện khắt khe nhất của FDA và có phản hồi rõ ràng về kết quả, không có tác dụng phụ, không gây biến đổi gen, không gây chết người. Điều kiện thứ ba đó chính là phải là sản phẩm tốt nhất trong 5 sản phẩm cùng loại tại thời điểm đăng ký và có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh. Thứ tư là cứ 2 năm một lần kể từ ngày sản phẩm được ghi nhận trong cuốn PDR, FDA sẽ kiểm tra lại sản phẩm để đảm bảo chất lượng của sản phẩm cũng như là đảm bảo tính công bằng. Nếu như trên thị trường có những sản phẩm nào tốt hơn thì sẽ bị thay thế, và cho đến nay Unicity vẫn giữ vững 18 sản phẩm nằm trong cuốn dược thư thế giới. Chưa có một sản phẩm cùng loại nào của một công ty khác có thể thay thế vị trí của Unicity trong cuốn từ điển tân dược thế giới này. Tóm lại, những sản phẩm được liệt kê trong cuốn dược thư của thế giới là những sản phẩm an toàn, không có tác dụng phụ, và nó đã trải qua những cái cuộc kiểm tra, những cuộc kiểm nghiệm khắt khe nhất, tiên tiến nhất trong phòng thí nghiệm của FDA. Đây chính là một bằng chứng sống khẳng định Unicity luôn làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, làm cho cuộc sống của bạn hạnh phúc, trẻ trung, khỏe mạnh, lâu dài.